người ta nhìn thấy mình, người ta sẽ có một cái ấn tượng tốt, thì cái đó gọi là ngoại hình, chứ không chỉ là đơn giản một cái định nghĩa là đẹp hay là xấu. Bạn nghĩ thế nào về câu nói cái nét đánh xét cái đẹp? Mình có ngoại hình ưa nhìn rồi thì mình cũng cần phải có kỹ năng và kiến thức. Khi mà một người có ngoại hình ưa nhìn luôn luôn tạo được cái thiện cảm tích cực ngay từ lần đầu tiên. Cái nét ở đây cần phải xem lại và cái đẹp ở đây cũng cần phải xem lại. Để phát triển một cách toàn diện thì chúng ta vẫn cần phát triển song song cả ba mảng về ngoại hình, ở kỹ năng cũng như là bằng cấp. Tại sao ngoại hình lại tạo nên sự chuyên nghiệp? Về kỹ năng và bằng cấp thì chúng ta cần phải có một quá trình để chúng ta rèn luyện. Tuy nhiên về ngoại hình thì chúng ta có thể cải thiện ngay lập tức. Bạn có đồng ý với quan điểm ngày nay ngoại hình cũng quan trọng như kỹ năng và bằng cấp hay không? Em đồng ý với quan điểm này. Trước hết thì em muốn định nghĩa ở đây, ngoại hình được nhắc tới trong quan điểm này không có nghĩa là các bạn phải đẹp như hoa hậu, mà các bạn chỉ cần là có một ngoại hình ưa nhìn, hoặc là đơn giản là một cách ăn mặc chỉnh chu, một mái tóc gọn gàng, hoặc là một dáng đi chuẩn chỉnh, hoặc là một khuôn mặt đáng yêu xinh xắn, hoặc là có một nét cá tính riêng, làm sao đó để khi người ta nhìn thấy mình, người ta sẽ có một cái ấn tượng tốt, thì cái đó gọi là ngoại hình, chứ không chỉ là đơn giản một cái định nghĩa là đẹp hay là xấu. Em muốn lấy một cái ví dụ đơn giản là nếu mà trong một buổi phỏng vấn cùng một lúc hai thí sinh mà có trình độ cũng như là kiến thức, kỹ năng ngang nhau vào cùng ứng tuyển vào một vị trí, nhưng mà một bạn có ngoại hình đẹp hơn và một bạn có một ngoại hình không được gọn gàng chỉnh chu cho lắm, thì tất nhiên là các sếp hoặc là em là một người đứng ở cương vị là nhà tuyển dụng đi, thì em cũng sẽ ưu tiên chọn cho các bạn mà có ngoại hình ưa nhìn hơn chẳng hạn. Các team tuyển dụng bây giờ thì đều có yêu cầu một cái thông tin kèm theo, đó là ngoại hình ưa nhìn. Đó là lý do tại sao mà em đồng ý với các quan điểm này một lần nữa. Các trung tâm làm đẹp, các spa càng ngày càng được nhiều lên, chứng tỏ là cái nhu cầu làm đẹp cũng như là cái nhu cầu được nổi bật, được ấn tượng ở trong mắt người khác mỗi ngày một nhiều, thì đó cũng là một trong những cái điều đã khẳng định cho là ngày nay ngoại hình cũng quan trọng, không hề kém kỹ năng và kiến thức một chút nào. Đối với em, công việc của em trước đó là tiếp viên hàng không, thì cái vòng đầu tiên mà khi em phỏng vấn tiếp viên hàng không á, là chấm về ngoại hình và đo chỉ số BMI. Thì khi đó chưa cần biết các bạn có kiến thức như thế nào, nhưng nếu các bạn có một ngoại hình lố BMI chẳng hạn, một thân hình hơi mũm mĩm một chút xíu, hoặc là một hàm răng không đều, hay là một làn da sạm đen chẳng hạn, thì các bạn có thể là sẽ không được tuyển chọn làm tiếp viên hàng không ngay từ vòng đầu tiên luôn. Ở đây á, mình có ngoại hình ưa nhìn rồi thì mình cũng cần phải có kỹ năng và kiến thức. Hai cái này mình cần có song song với nhau. Ngoại hình là một cái không thể thiếu và kiến thức, kỹ năng cũng là một điều không thể thiếu. Bạn nghĩ thế nào về câu nói cái nét đánh chết cái đẹp? Ngoại hình không chỉ đơn giản là nằm ở đẹp hay là xấu, mà nó còn nằm ở những cái tố chất bên trong con người của bạn. Thì ở đây cái câu cái nét đánh chết cái đẹp á, ở trong dân gian người ta đang ví là những người mà gọi là có những cái cách ứng xử không được văn minh luôn. Nên đối với mình, cái nét ở đây cần phải xem lại và cái đẹp ở đây cũng cần phải xem lại. Với những luận điểm bạn nêu ra thì bạn có liên hệ gì với câu chuyện của trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi? Mạc Đĩnh Chi là một người mà bị thiếu hụt rất lớn về mặt ngoại hình. Ngoại hình của ông ấy không được đẹp, nhưng mà ông đã xuất sắc trở thành trạng nguyên ba đời thời nhà Trần. Cái ngoại hình ở đây mình đã khẳng định ngay từ đầu, nó không chỉ nằm ở khuôn mặt, mà cái đẹp này có thể toát ra từ bên trong. Làm sao để người ta thu hút bạn? Thì ví dụ như bạn có thể thấy Nick là một người không có tay cũng không có chân, nhưng mà người ta vẫn rất là thu hút. Và cái nguồn cảm hứng anh ta tạo cho mọi người á, làm cho mọi người bị thu hút bởi cái gọi là cái năng lượng tích cực từ trong người anh ta. Cái đó cũng là một cái mà ngoại hình được chấm điểm tốt nhất hiện nay á. Đối với quan điểm của em thì em đồng ý với việc ngoại hình ngày nay quan trọng như là bằng cấp và kỹ năng bởi 5 lý do sau đây. Lý do thứ nhất là ngoại hình tạo được cho chúng ta cái sự tự tin trong các việc chúng ta tham gia các hoạt động xã hội cũng như là kinh doanh, dẫn đến là cái hiệu suất công việc của chúng ta gia tăng, chúng ta có thể tự tin hơn trong các cuộc đàm phán, tự tin hơn trước đám đông. Cái lý do thứ hai đó là cái việc có ngoại hình giúp chúng ta gia tăng cơ hội nghề nghiệp, bởi vì khi mà một người có ngoại hình ưa nhìn luôn luôn tạo được cái thiện cảm tích cực ngay từ lần đầu tiên, và chính vì vậy mà nó tạo nên cơ hội nghề nghiệp rất là lớn. Lý do thứ ba đó là thể hiện tính chuyên nghiệp. Trong môi trường doanh nghiệp ngày nay thì cái sự chăm sóc về ngoại hình nó cũng là một cái yếu tố nói lên văn hóa chuyên nghiệp trong doanh nghiệp, cũng như cái sự đầu tư và nghiêm túc với công việc. Lý do thứ tư đó là ngoại hình tạo nên thương hiệu cá nhân. Một người mà có cái ngoại hình tốt thì rõ ràng là tạo nên cái cảm giác tích cực cho cái đối tác. Chính vì vậy mà sẽ giúp gia tăng cái cơ hội tiếp xúc với khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Cuối cùng đó là ngoại hình ngày nay còn được đánh giá cao ở một số ngành nghề đặc biệt, ví dụ như ngành nghề liên quan đến giải trí, truyền thông, thời trang và sắc đẹp.
ngoại hình quan trọng như bằng cấp và kỹ năng, nhưng để phát triển một cách toàn diện thì chúng ta vẫn cần phát triển song song cả ba mảng về ngoại hình, kỹ năng cũng như là bằng cấp. Đối với cái sự chuyên nghiệp á, thì tại sao ngoại hình lại tạo nên sự chuyên nghiệp? Khi mà chúng ta đi gặp các khách hàng thì điều đầu tiên bắt mắt khách hàng không phải là bằng cấp kỹ năng chúng ta, mà chính là ngoại hình mà chúng ta xây dựng lên. Như chị chia sẻ, ngoại hình không phải là bạn có một gương mặt hoa hậu, không phải bạn có một chiều cao như là những người mẫu, nhưng bạn lại thể hiện cái sự chăm chút và thể hiện được cái sự chỉn chu về trang phục và diện mạo. Chăm sóc ngoại hình của mình cũng chính là tôn trọng người đối diện. Rồi vậy là nếu để xây dựng thương hiệu cá nhân á, thì làm thế nào để bạn có một cái thương hiệu cá nhân mà người ta có thể nhận diện bạn được? Để mà xây dựng thương hiệu cá nhân thì tôi luôn luôn đặt trên 3 tiêu chí. Thứ nhất là ngoại hình, thứ hai là bằng cấp và thứ ba là về kỹ năng. Tôi sẽ phát triển đồng thời song song cả ba để làm sao mà có được cái thương hiệu cá nhân tốt nhất. Nhưng mà bạn có nghĩ là có mất quá nhiều thời gian để bạn phát triển cùng một lúc ba cái kỹ năng đó và xây dựng thương hiệu cá nhân của mình sau khi mà mình tham gia vào môi trường việc làm hay là không? Về kỹ năng và bằng cấp thì chúng ta cần phải có một quá trình để chúng ta rèn luyện. Tuy nhiên về ngoại hình thì chúng ta có thể cải thiện ngay lập tức. Chính vậy mà tôi nghĩ rằng là việc cải thiện đồng thời ngoại hình, kỹ năng lẫn bằng cấp là chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện song song được. Hãy đón xem Cơ hội cho ai mùa năm phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment.